Đây là bạn Bí được đi lên thành phố. Kia tôi chọn nha. Chết rồi. Ai kia lắm kìa. Gặp người quen à? Quen đâu? Chị Hà đâu? Mọi người đi ăn Hàn Quốc rồi. Đi. Con bọn mình đi đâu? Chắc ăn hàng Nhật thôi nhỉ? Nào, con cười đi nào. Có thích không? Có thích đi chơi thành phố không? Trời ơi, cũng sở trường của cháu. Con thích đi trường không? Mày biết không? Chán quá. Sao? Đồ ăn đấy. Biết ngay mà. Được mấy cái bánh? Bánh á? Đồ ăn bánh ai?